Câu B. Câu B nè, tìm giá trị của B chấm hỏi khi x bằng căn 9 cộng 4 căn 5 trừ căn 9 trừ 4 căn căn 5. Thì thứ nhất các bạn phải rút gọn được cái thằng x này giúp đỡ, rút gọn nè, rút gọn thằng thằng x. Thì rút gọn thằng x này các bạn có những cách sau đây. Thứ nhất nè, cách 1 nè, cách 1 nè, thì các bạn bình phương hai vế, được chưa? Bình phương hai vế, bình phương hai vế đó. Nhưng ở đây các bạn thấy dấu gì à? Dấu trừ, đúng không ạ? Thì muốn bình phương thì phải đây lại, các bạn phải xác định đây là số gì à? Số dương nha các bạn. Nhớ lấy máy tính bấm xem coi cái này có phải là số dương không. Nếu là số dương thì các bạn mới bình phương hai hai vế. Cách hai đó là các bạn triệt căn của từng căn, triệt căn gọi là triệt căn, được chưa? Triệt căn. Rồi bắt đầu mình triệt căn nha. Thì mình làm chỗ này nè, mình làm nháp chỗ này nè để cho các bạn thấy nháp nè. Ở đây các bạn có thể sử dụng máy tính được luôn nha các bạn. Máy tính. Cái này các bạn có thể bấm máy tính được nha. Bạn nào muốn bấm máy tính comment giúp lợi và hoặc là các bạn có thể kết bạn giúp lợi sẽ gỡ cái cách để các bạn bấm máy tính thằng này ra luôn nha mọi người. Bấm máy tính ra luôn nha. Rồi bước 1 nè, lại làm nháp nè. Đây nè, bước 1 lấy thằng này chia 2 ra 2 càng 5. Sau đó tách ra thành hai số 2 nhân càng 5. Sau đó bình phương và cộng lại xem coi có bằng chứng không ạ? Có đúng không ạ? Có gì đồng nghĩa nè. Các bạn nghe lại nè. Bước 1 lấy thằng này chia 2 ra 2 căn 5. Bước 2 tách ra thành hai số. Sau đó lấy hai số đó bình phương và cộng lại đúng ra chứng thì là mình sẽ lấy 2 với lại căn 5. Vậy căn nè, đó, 2 cộng căn 5. Đây dấu cộng đúng không ạ? Đây dấu cộng tất cả bình. Được chưa? Vậy bạn 2 cộng căn 5 trị tuyệt đối. Nhớ căn A bình bằng trị tuyệt đối A. Và các bạn bấm máy tính xem coi thằng này là số âm hay số dương. Nếu ra số dương ra chứng nó. Được chưa? Và tương tự thằng này cũng vậy. Mình giải nè. Bắt đầu mình giải nè. X bằng căn 9 cộng 4 căn 5 trừ căn 9 trừ 4 căn 5. Mọi người ơi, hãy like, share, chia sẻ, tag bạn bè và đây giúp đỡ đi mọi người ơi. Rồi thằng này sẽ là căn 2 cộng căn 5 tất cả bình trừ căn 2 trừ căn 5 tất cả bình. Rồi bằng trị tuyệt đối 2 cộng căn 5 trừ trị đối 2 trừ căn 5. Rồi bấm máy tính thằng này ra số dương là chứng nó. Bấm máy tính thằng này ra số gì à? Số âm. Đúng không ạ? Bấm máy tính nó ra số âm thì các bạn thêm dấu trừ với trừ thằng cộng là 2 trừ căn 5 rút vậy bằng 4. Được chưa? Khi có 4 rồi các bạn thay vào B bằng cái B của mình hồi nãy mình đã rút gọn rồi ra bao nhiêu à? Đây nè. Đây. B là 4 căn x phận căn x cộng 3. Rồi các bạn ghi thay x bằng 4 vào B. Vậy tương đương B bằng 4 căn 4 chia cho căn 4 cộng 3. Và các bạn tự tính chỗ này. Còn sau đó các bạn hãy khuyên các bạn hãy bấm lại máy tính giúp đỡ nha. Ok không ạ?